xe bỏ thoát khổng lồ đi, đi kiếm tìm những chiếc xe đã chọc giận nó đây. Rất là nhiều chiếc xe đang cố gắng theo bên sườn dốc của bạn đẹp chưa kìa. Và đây là 6 chiếc xe đã ẩn nấp trong này các bạn. Bò chúng ta có gì đây? Chúng ta sẽ giải cứu nó ra khỏi cái chú Phân đang đứng canh me nha các bạn. Đây là Not Rock các bạn. Wow, một chiếc xe đua thế hệ cũ các bạn, sở hữu hàng bánh sau rất là lớn này các bạn. Đấy, xịn chưa? Rất là ngầu luôn nha. Nó có 4 cái ống xả này. Đây là cái bộ phận đốt của nó đây các bạn, rất là xịn. Đây, chúng ta sẽ giải cứu nó qua đây. Ở đây là gì đây? Speed Brody Lover số 95 các bạn. Một dòng xe thùng khá là đẹp, màu xanh lục bảo đây các bạn. Hay chưa kìa, nó có những cái dáng hình con đường rất là đẹp luôn nè. Phan đang tiến đến rất là gần rồi các bạn. Chúng ta cần nhanh chóng giải cứu với chiếc xe này thôi. Đây là hit check. Một chiếc hit check màu xanh lá cây. Số 86 rất là đẹp luôn nha. Ngầu chưa kìa các bạn. Đẹp cực kỳ nữa chứ. Tiếp theo chúng ta có được là một chiếc Lightning McQueen số 95 được đội đua Road Easy các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn kìa, nó đang cười rất là tươi luôn các bạn. Đây là biển xe rất là ngầu luôn nha. Và Phan đang cố gắng tiến gần tới, rất là gần đốc hút sân rồi. Ở đây là gì đây? Phan Sesco Benelli số máy này như là số 1 của các bạn. Đây là biểu tượng của số hạng nhất của các bạn, đây giành được rất là nhiều chiếc cúp vô địch luôn. Đây là dòng F1 chạy đường trường thì không ai bằng luôn các bạn, nhưng mà không thể chạy đường gò ghề được thôi. Đây là cô số 43. Đây là chiếc đai Noco đây các bạn. Số 43 rất là đẹp luôn nha. Nhìn nó ngầu chưa kìa. Và Phan lên tiến đến cản bẹp luôn chị đó hơn sân. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có Đốc Huy. Phan Xê, đây là Fabulous Hudson Hornet đang đứng dưới sau chiếc. Thất bay luôn chiếc Phan này các bạn, quá mạnh luôn các bạn. Một dòng xe khá là xịn luôn các bạn, chiếc xe đua số 51 đó không sân nha. Nhìn ngầu chưa kìa. Giải cứu gấp chiếc đó không sân đây. Chỉ dính rất là nhiều cái trên người đó các bạn. Mình đã giải cứu thành công chiếc xe màu xanh đột xanh dương rất là ngầu luôn, đã hơn xanh đây các bạn, rất là đẹp luôn nha. Đã chưa kìa. Đây là Đốc Huy đó các bạn. Một chiếc siêu xe Đốc Huy rất là hầu luôn các bạn, buổi xe bác sĩ nha, nhìn rất là đẹp luôn kìa. Này sao nó có biển số này nè, Basquia các bạn. Biển số là 6 à. Biển số 6, số 58 luôn các bạn. Đấy, nhìn rất là vui luôn kìa. Đây là một chiếc xe siêu xe màu xanh lục bảo siêu ngầu. Nhìn đẹp chưa kìa. Rất là ngầu luôn các bạn. Màu xanh lục bảo rất là ngầu này. Town Master. Một chiếc xe cẩu hỗ trợ như chiếc xe bị gì ta, chiếc xe móc các bạn. Đây là một chiếc xe móc nha, chiếc xe này sẽ hỗ trợ như chiếc xe bị mắc kẹt. Nó móc đi các bạn, kéo đi. Và đây là số 95 Red Easy thuộc đội đua Red Easy màu vàng các bạn, rất là ngầu luôn. Nhìn đã chưa kìa. Xe màu đỏ Red Easy số 95 nữa đây các bạn. Chiếc xe có những cái ánh lửa trên xe rất là ngầu luôn. Buổi xe màu đen rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn đã chưa kìa, đèn siêu ngầu luôn. Ice cream bar đang lao vào hút hai logo đi luôn các bạn. Đây chiếc ice cream bar rất là to luôn kìa. Và đây logo này bị mắc kẹt trong cát rồi, đang cố gắng dùng dậy nước á. Lùi lại luôn các bạn. Hút bay luôn ice cream bar luôn các bạn. Và chúng ta có một cuộc hành trình khổng lồ về tìm kiếm những chiếc xe luôn các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.